Sáng nay tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa đã tổ chức lễ công bố và vinh danh top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin tiêu biểu của Việt Nam năm 2022. Năm nay có hơn 100 đơn vị được vinh danh top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam tại 18 lĩnh vực. Đây đều là những doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu, uy tín, có những đóng góp lớn trong việc thúc đẩy nền công nghệ thông tin nước nhà. Sản phẩm của các doanh nghiệp không chỉ hỗ trợ các đơn vị trong nước chuyển đổi số, mà còn tạo ra nền tảng hệ sinh thái số để thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Năm nay, ban tổ chức đã lựa chọn ra các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2021 từ 1.000 tỷ đồng trở lên làm thành viên câu lạc bộ doanh nghiệp ngàn tỷ. Đây sẽ là đội ngũ có vai trò tiên phong, dẫn dắt, đầu tư vào các công nghệ mới và định hướng thị trường.